Ta cùng đứng dậy để bắt đầu làm lễ chào quốc kỳ. Và thưa quý vị, bây giờ lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ bắt đầu. Lễ chào Phật giáo ca xin được trân trọng bắt đầu. Yeah.
quý vị, phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã dạy công dựng nước và giữ nước, để tưởng nhớ các anh hùng chiến sĩ đã vì quốc vong thân, để tưởng nhớ các đồng bào của chúng ta đã bỏ mình trên biển cả vì hai chữ tự do. Phúc nhập từ bi quan bắt đầu. Nhập từ bi quán chấm dứt. Cái Ngọc xin cảm ơn tất cả quý vị và các anh chị rất là nhiều và xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng an toàn. Và một tràng pháo tay thật lớn cho đạo tràng, các anh chị đạo tràng chùa Huệ Quang. Rất là tuyệt vời. Em cảm ơn đại ân. Mừng. Nãy giờ đang giúp cho tất cả quý vị và các anh chị ngày hôm nay. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cung thỉnh thầy Tính Hòa, chủ trì chùa, quý vị từ Vân lên đây để có vài lời với tất cả quý vị khán giả và đại diện có mặt ngày hôm nay. Xin quý vị một tràng pháo tay một lần nữa cho thầy Thích Tính Hòa. Chùa Trường Vân trong suốt mấy năm qua đó là hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Lĩnh, chú trì tu viện Huệ Quang đã chứng minh và tham dự, xin được giới thiệu và quý vị cho một tràng pháo tay để hoàn công đó hoàn thiện. Và cũng sự thương yêu của các huynh đệ, quý sư cô, quý thầy, nhưng mà hôm nay có một số anh chị em là huynh đệ tăng ni đã đồng Phật sự nhưng đến được, và chúng con xin được giới thiệu trong huynh đệ có mặt ở đây là thượng tọa Thích Liễu Nguyên, trụ trì chùa Diệu Pháp Liên Hoa ở thành phố Anaheim, và đạo tràng có mặt tăng ni. Chúng con xin được giới thiệu vấn đề tiếp theo, đó là thượng tọa Thích Tính Chánh, trú xứ chùa Việt Nam Los Angeles, và cũng tham dự và thương yêu cho cái buổi tối hôm nay. Và tiếp đến xin được giới thiệu đại đức Thích Nhật Giải, Thích Nhật Giải là chư sư chùa Tất Đạt Đa, là thay mặt cho thượng tọa sư phụ trụ trì của thầy Thích Châu Thiền đã đến chứng minh cũng như là dẫn đạo tràng đến tham dự buổi lễ tối hôm nay. Và cũng có sư trụ trì chùa Giác Lý cùng với quý ni sư và quý Phật tử chùa Giác Lý cùng đến tham dự buổi tối hôm nay. Chúng con xin được đồng giới thiệu và xin được giới thiệu hiện diện và thương yêu của quý Phật tử đồng hương Việt Nam mình ở tại Nam Cali này có mặt và tham dự, góp những bàn tay yêu thương cho Phật sự xây dựng tu viện Đường Vân. Và tối hôm nay chúng con xin được giới thiệu và quý vị Phật tử cho một tràng pháo tay để cùng đón toàn thể quý nam nữ Phật tử của các chùa từ San Diego, Anaheim, Santa Ana và Orange County. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý Phật tử, có được cái buổi liên hội hôm nay thì chúng con với tâm nguyện là khi có duyên qua đường xứ Hoa Kỳ để làm Phật sự hoằng hóa độ sanh thì có được cái phước duyên, có được cái ngôi chùa nhỏ cách đây 4 năm ở tại thành phố Escondido thuộc County San Diego. Và trong 4 năm đó thì 2 năm đóng cửa bởi dịch, và tính 4 năm tính 2 năm thì một mình tụng kinh thôi. Và chúng con sinh hoạt với Phật tử đạo tràng thì càng ngày càng đông, cũng như là giúp đỡ tinh tâm linh hương linh cho các hương linh mà đã qua đời, thì chúng con sinh hoạt trong một cái living room, và một cái living room nhỏ chỉ có 1,400 square feet, và là gồm có living room, nhà bếp và các phòng ngủ. Và đến bây giờ thì nó quá chật chội, và người sống thì Phật tử không có chỗ để ngồi tụng kinh,
các hương linh thì bây giờ lên ngồi thì cũng không có chỗ nữa. Dạ, và thứ hai nữa thì nhà bếp thì lâu nay chỉ là những tấm tôn che tạm ở phía miệng mặt đất trống ở phía sau chùa. Mưa thì nắng, bùi gió lạnh thì buốt xương, nhưng mà cũng qua được mấy năm. Và hôm nay nhân viên thì sẽ đi vô cam đi cho phép được cất nhà hết đất ở trên đó, cho nên chúng con cũng bằng phép là xin bằng vẽ cũng như là xin cho City giấy phép để có thể cất một ngôi chùa, một cái chánh điện để có thể mà trang nghiêm ấm cúng, thầy trò có thể tụng kinh niệm Phật hàng đêm, và cũng như là có một cái nhà linh gọi là linh đường để cho khi mà những thân nhân người Việt Nam mình xa xứ qua bên này đã quá tuổi về với tổ tiên ông bà với Phật thì có một nơi để gửi gắm tâm linh, gửi cốt, gửi ảnh trang nghiêm đầy đủ. Và thì do đó và một cái sàn bếp để cho chị em trong chùa có thể giúp cho các phật tử có những người ăn ngon. Và do đó mà với tâm nguyện đó mà con đã phát khởi cái buổi tiệc chay gây quỹ ngày hôm nay. Đó là lý do mà chúng ta có mặt ở đây và cùng với Thính Hòa để chúng ta vui trong đêm nay, để được đóng góp và để được tạo phước trong tối hôm nay. Và đạo đàn cho một tràng pháo tay ạ. Và thưa quý Phật tử, với tâm nguyện từ lâu nay là hoàng hóa đồ xanh, phụng sự Tam Bảo, phụng sự tất cả mọi người, và nhất là những người Phật tử Việt Nam mình, những người con xa xứ, xa quê hương, xa văn hóa, dân tộc. Tổ tiên của mình qua đây có một cái nơi để mọi người tâm linh. Và do đó mà kiến tạo xây dựng một cái ngôi tường viền, một ngôi tu viền. Và giống như chiều hôm nay có nhiều Phật tử tới trước khoảng 2-3 tiếng, lúc 3-4 giờ mà không có vé, mà cũng chưa biết ở đâu mà biết là có gây quỹ, cho nên điện thoại cho con. Em nói với thầy, con muốn tới để ủng hộ thầy được không? Có chỗ cho con ngồi không? Thầy Tinh Hoàng mới nói rằng tới chỗ nào lúc nào cũng có chỗ hết á, thầy nhường chỗ cho ngồi sao hết, không thiếu gì hết. Và với một cái tâm nguyện như vậy thì Tinh Hoàng rất là xúc động. Những phần tử ở đây chúng ta không có chưa bao giờ gặp nhau, cũng chưa bao giờ biết nhau, nhưng mà đều là những người con của Phật, những người con mẹ Việt Nam, và đã chung tay tạo nên một cái văn hóa Phật giáo ở tại xứ người như thế này. Và có những Phật tử với tinh thần như vậy, cho nên Tính Hòa cái tâm niệm đã từng tâm niệm và hiện tại càng tâm niệm hơn là mình tu đúng, làm đúng và như thế nào nữa để cho xứng đáng với tâm nguyện, với những chỉ dạy của quý ôn quý hòa thượng, quý tư thượng tòa đại đức tăng, và cũng không phụ lòng cái niềm tin tưởng, tình yêu thương mà quý Phật tử đã dành cho Tín Hòa, dành cho tu viện Tường Vân. Và đại diện chính là quý Phật tử đã có mặt tối hôm nay, đã nói lên những cái lời chân thành và tình cảm dành cho Tín Hòa cũng như là tu viện Tường Vân. Và chúc quý Phật tử, chúc quý ngài có một buổi tối gây quỹ nhiều niềm vui, nhiều an lạc và nhiều sự bình an, nhiều tiếng cười hơn nữa. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, Ba Tá Sát Đại Chúng Minh. Học về Phật pháp và chính chúng ta khi làm điều đó là chúng ta đã giúp cho các Phật tử có cái điều kiện thì công đức đó nó vô cùng lớn. Ra hy vọng là tất cả các cô chú và các anh chị sẽ ủng hộ thật là nhiều. Và như Giáo Hồng có nói là ở trên bàn chúng ta cũng có một cái phong bì mà trong đó thì chúng ta có thể bỏ tịnh tài, check hoặc bất cứ tịnh tài bằng cáp cũng được. Quý vị bỏ vào trong đó và đề tên của những số tịnh tài cũng dường. Và có bàn của một số các chị ngồi phía trước trong ban tổ chức thì các chị sẽ là người ghi xuống tất cả những số tịnh tài quý vị đóng góp. Và một chút nữa đây thì Giáo Ngọc sẽ nhận cái danh sách đó và lên đây để đọc, chia sẻ cùng với cả mọi người để cùng nhau cảm thấy hạnh phúc về những điều mà chúng ta đã làm được trong buổi tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị, có lẽ là thầy Tính Hòa cũng
là một người đã sống ở đây rất lâu, cũng như là tất cả quý thầy cũng đã hiện diện và chứng minh cho thầy rất là nhiều. Nhưng hôm nay chúng ta phải nói là một cái sự hân hạnh, như thầy có nói là một người cha, một người lúc nào cũng gần gũi với thầy, đó là Hòa Thượng Thích Minh Mẫn. Hôm nay chúng ta rất hân hạnh để có sự có mặt của Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, chủ trì chùa Tu Viện và Hải Quan. Và bây giờ thì các học xin phép để dành một tràng pháo tay thật lớn để tôn vinh Hòa